Trước việc hình thức cho vay tiêu dùng ở Việt Nam có dấu hiệu sẽ trở thành xu hướng mới và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong và sau đại dịch Covid-19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có cảnh báo, lưu ý người tiêu dùng khi ký kết hợp đồng vay tiêu dùng. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, kéo theo đó là những tác động tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm trong bối cảnh này, hình thức cho vay tiêu dùng ở Việt Nam có dấu hiệu sẽ trở thành xu hướng mới và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong và sau đại dịch để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, đáp ứng các nhu cầu cần thiết, ổn định và vực dậy cuộc sống trở lại. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, so với việc đi vay nặng lãi tại những nguồn cung không bảo đảm, uy tín thì vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng là sự lựa chọn khả quan hơn cho người tiêu dùng. Dù vậy, Người vay cần tìm hiểu kỹ để tránh những hậu quả không đáng có. Cụ thể, khi nhận được dự thảo hợp đồng do tổ chức tín dụng cung cấp, người vay cần đọc, tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ toàn bộ nội dung hợp đồng. Lưu ý và cân nhắc kỹ một số nội dung có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của mình như thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, các trường hợp áp dụng lãi phạt và cách tính, các loại phí khác mà người vay phải trả, ngoài các khoản phí và lãi cố định. Bên cạnh đó, cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo khách hàng cũng cần lưu ý và cân nhắc một số điểm quan trọng thời hạn cho vay thời hạn duy trì hạn mức lãi suất cho vay thời điểm xác định lãi suất phương pháp tính lãi các trường hợp áp dụng lãi phạt và cách tính các loại phí khác mà khách hàng phải trả ngoài các khoản phí và lãi cố định theo quy định tại hợp đồng khách hàng có được gia hạn nợ hay không gia hạn như thế nào cách tính lãi và các khoản phí liên quan trong trường hợp này người vay nên chủ động tìm hiểu thật kỹ cân nhắc kỹ không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả của bản thân. Có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản vay theo kỳ hạn, trả đúng hạn nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ. Trong trường hợp người tiêu dùng sử dụng số tiền bất hợp pháp hoặc mất khả năng thanh toán nợ cho công ty tài chính sẽ bị xử phạt theo quy định tại hợp đồng và quy định pháp luật hiện hành công ty tài chính có nghĩa vụ phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét quyết định trước khi ký và phải giải thích chính xác đầy đủ trung thực các nội dung cụ thể hợp đồng cho vay tiêu dùng khi có yêu cầu của khách hàng đồng thời phía công ty tài chính cũng phải thực hiện niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng tại trụ sở điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính